Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay ngày 17 tháng 8 tại Nghệ An đã diễn ra hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì. Theo đánh giá thì sau 10 năm xây dựng, vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ với 17 tỉnh thành chính là nơi hội tụ những điểm sáng nhất về xây dựng nông thôn mới của cả nước, ghi nhận của phóng viên VTC16. Với nhiều chính sách cơ chế kịp thời như cho cấp xã giữ lại tiền từ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng hạ tầng, hỗ trợ xi măng để làm đường giao thông nông thôn, lồng ghép các nội dung xây dựng nông thôn mới với việc thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, tại đồng bằng sông Hồng, số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt tới hơn 83%, cao nhất trong cả nước, vượt mục tiêu được Thủ tướng Chính phủ đặt ra là 80%. Con số này ở Bắc Trung Bộ là gần 52%, đặc biệt là bên cạnh hạ tầng nông thôn hoàn thiện, thì hai khu vực này đã hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp có tính liên kết cao, các mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn ở vùng đồng bằng sông Hồng ước đạt 43,3 triệu đồng một người một năm, cao thứ hai trong cả nước, chỉ sau vùng Đông Nam Bộ. Các địa phương đã tiến hành cơ cấu lại sản xuất theo hướng khai thác tối đa thế mạnh nổi trội và đi sâu vào chất lượng, mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao để xây dựng các mô hình sản xuất, thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Hai vùng hiện có khoảng trên 9.853 mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, trong khi cả nước có 21.000 mô hình. Với điều kiện tự nhiên, có nhiều thuận lợi nhờ địa hình bằng phẳng, đất đai phì nhiêu, các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng đang tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Còn với vùng Bắc Trung Bộ, với đặc thù chịu nhiều tác động của thiên tai, song đã hình thành được những cách làm sáng tạo. Trong đó, nổi bật là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới cấp thôn bản giúp nâng cao đời sống của người dân. Về đường, trường, trạm, điện lưới, nước sạch, cơ bản những chỉ tiêu này đã vượt mục tiêu nghị quyết đề ra. Tuy đã có hơn 50% số xã về đích nông thôn mới, song tại vùng Bắc Trung Bộ, thu nhập của người dân nông thôn vẫn còn thấp, chỉ đạt 27,9 triệu đồng một người một năm, thấp hơn khá nhiều so với bình quân chung của cả nước là 35,9 triệu đồng. Còn tại vùng đồng bằng sông Hồng, do mật độ dân số cao, kinh tế phát triển nóng nên ngày càng chịu sức ép lớn của ô nhiễm môi trường. Nhiều nơi không giữ được bản sắc và các giá trị truyền thống đặc trưng của vùng thôn quê đồng bằng Bắc Bộ. Một số địa phương có biểu hiện hài lòng với kết quả đã đạt được, phong trào xây dựng nông thôn mới có dấu hiệu chững lại trong thời gian gần đây. Chất lượng cuộc sống của người dân có tăng lên nhưng chưa có sự đột phá. Do vậy mà chính phủ cần ban hành các cơ chế đặc thù giữa các vùng để đạt kết quả cao hơn trong giai đoạn tới. Bằng sự vào cuộc của cả ba khu vực nhà nước, khu vực doanh nghiệp, khu vực toàn dân, bằng nhóm giải pháp đồng bộ, có như vậy thì giai đoạn tới chúng ta mới tiếp tục đưa cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của chúng ta có bước phát triển tiếp theo một cái phương châm đúng, nông thôn mới chỉ có khởi đầu mà không có kết thúc. Về tiêu chí thì ở đây nó có rất nhiều cái mà tới đây chúng ta phải thể chế hóa nó ra một cách thống nhất trong toàn quốc. Trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, tại đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ, chính phủ đặt ra mục tiêu sẽ xây dựng được 8 trên 17 tỉnh thành đạt chuẩn nông thôn mới và tiếp tục tập trung cho việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở các địa phương trên tất cả các phương diện đời sống, kinh tế, văn hóa, môi trường. Xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Vâng thưa quý vị, đó là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong suốt quá trình chỉ đạo thực hiện chương trình này tại 7 vùng trên cả nước. Xây dựng nông thôn mới không chỉ là hoàn thành xong 19 tiêu chí là dừng lại mà phải triển khai lâu dài và liên tục. Xây dựng nông thôn mới phải thực sự được cải thiện, nâng cao được chất lượng cuộc sống của người dân, phải tạo ra được những làng quê đáng sống, ghi nhận của phóng viên thời sự tại những làng quê được xem là đáng sống nhất của tỉnh Hà Tĩnh. Những con đường khang trang sạch đẹp với hai bên là những luống hoa rực rỡ sắc màu. Những hàng rào xanh mướt thẳng tắp. Đó là khung cảnh đẹp như tranh tại nhiều làng quê của tỉnh Hà Tĩnh hiện nay. Con đường liên thôn của xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân. Hai năm nay lúc nào cũng phủ đầy hoa. Mang lại diện mạo mới tại khu dân cư kiểu mẫu, thôn Phong Giang. Nhà nước và dân cùng làm. Giờ đây là coi như bắt đầu là chuyên sang là họ là coi như dân ủng hộ hết. Cái có một trong buổi chiều
là về họ tham quan xong là nói đi dự họp dân. Tôi là kêu họp dân xong là coi như là ủng hộ ngay. Đến nay, tỉnh Hà Tĩnh có hơn 1.000 khu dân cư kiểu mẫu được hình thành. Thì cái việc hình thành khu dân cư mẫu và vườn mẫu gắn với cảnh quan môi trường, thì cái chủ thể chính vẫn là nhân dân. Và đó, cái quan trọng nhất là cái bền vững. Chỉ người dân làm thì người dân quý cái giá trị đó thì mới bền vững được ở trong khu dân cư này. Còn đây là khu vườn kiểu mẫu của nhà ông Hoàng tại xã Tượng Sơn của huyện Thạch Hà. Một sự kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và môi trường sinh thái ngay tại chính ngôi nhà của ông. Điểm đặc biệt là khu vườn được quy hoạch bài bản từng loại cây trồng, hệ thống thoát nước mùa lũ cho đến công nghệ tưới phun sương. Từ đó tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình. Tập trung vào vấn đề tức là sản phẩm của mình làm sao đủ độ tin cậy đối với khách hàng. Cái thứ nhất là anh phải làm không thiên vào hóa học nhiều, phân bón và thuốc trừ sâu, gia đình mình, bản thân mình dùng an toàn thì cộng đồng sẽ dùng được. Và chính cái đó là để xây dựng được thương hiệu. Tại Hà Tĩnh đã có trên 220 vườn mẫu tại 44 xã, đạt hiệu quả kinh tế trên 50 triệu đồng. Nhiều khu vườn mẫu có diện tích lớn cho thu nhập hàng trăm triệu đồng trên năm. Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu chính là để thực hiện tốt cái chủ trương tăng mạnh về chiều sâu, đảm bảo tính vững chắc, vững bền trong xây dựng nông thôn mới. Và đây cũng chính là cơ sở vững chắc, nền tảng cho xây dựng thành công xã nông thôn mới kiểu mẫu. Những khu vườn kiểu mẫu thông minh, những mô hình sản xuất sáng tạo, nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh đã không còn là mơ ước mà đã trở thành hiện thực ở nhiều miền quê đáng sống này.